Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hàng loạt series học tiếng Trung của tiếngtrung.vn. Và ngày hôm nay, tiếngtrung.vn sẽ giới thiệu cho các bạn về những mẫu câu nói đơn giản nhất, thường dùng nhất khi chúng ta đi phỏng vấn nhé. Nào, chúng ta cùng học từ đầu tiên. Cụm từ đầu tiên mà hôm nay tiếngtrung.vn giới thiệu cho mọi người đấy là 业余爱好. Mọi người cùng đọc lại nhé. 业余爱好. 业余爱好 có nghĩa là sở thích ngoài giờ làm việc. Chúng ta có thể đặt câu hỏi như là 请问你的业余爱好是什么? 请问你的业余爱好是什么? Câu này có nghĩa là xin hỏi sở thích ngoài giờ làm việc của bạn là gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ có cách nói là 个人专长. Cơ rấn chuan chóng. Cái này có nghĩa là sở trường cá nhân. Chúng ta có thể đặt ví dụ là wǒ nǐ néng bù néng shuō gè rén zhuān chǎng. Hoặc chúng ta có thể nói là nǐ néng bù néng shuō nǐ de gè rén zhuān chǎng. Cụm từ thứ ba chúng ta sẽ học ngày hôm nay đấy là jiān kāng zhuān kuàng. Jiān kāng zhuān kuàng. Cụm từ này có nghĩa là thể trạng sức khỏe, tình hình sức khỏe. Khi chúng ta đi phỏng vấn, có thể bên nhà tuyển dụng sẽ hỏi chúng ta một câu là 你的健康情况如何? 你的健康状况如何? Câu này có nghĩa là tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào? Chúng ta có thể trả lời là 我的健康状况很好. Cụm từ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay đấy là 培训时间. 培训时间. Cụm từ này có nghĩa là thời gian bồi dưỡng, đào tạo. Cụm từ này khi mà chúng ta sử dụng khi mà người đi phỏng vấn muốn hỏi về cái thời gian bồi dưỡng đào tạo cái công việc này là bao lâu, thì chúng ta có thể áp dụng vào câu nói là 请问贵公司的培训时间是多久? 请问贵公司的培训时间是多久? Có nghĩa là xin hỏi thời gian bồi dưỡng của quý công ty là bao lâu. Cách nói thứ năm mà hôm nay tiếngtrung.vn giới thiệu cho mọi người đấy là quân in trang khoảng. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Quân in trang khoảng. Cách nói này có nghĩa là tình trạng hôn nhân. Cái câu này thì khi mà tham gia phỏng vấn thì bên tuyển dụng rất quan tâm đến người đi phỏng vấn. Và bên công ty tuyển dụng có thể hỏi là 你的婚姻状况如何? 你的 Quân in trong khoảng rủ khứa. Câu này chúng ta tạm dịch là tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào. Chúng ta có thể nói là 我还没结婚. 我还没结婚 có nghĩa là tôi còn chưa kết hôn. Hoặc chúng ta có thể nói là 我结婚了. 我结婚了 là tôi đã kết hôn rồi. Cụm từ thứ 6 chúng ta sẽ học ngày hôm nay đấy là 毕业时间. Chúng ta cùng đọc lại nhé. 毕业时间 có nghĩa là gì ạ? Thời gian tốt nghiệp. Chúng ta có thể nghe một câu khi mà người bên tuyển dụng hỏi chúng ta đấy là 你的毕业时间是多久了? 你的毕业时间是多久了? Có nghĩa là thời gian tốt nghiệp của bạn là bao lâu rồi? Hoặc chúng ta có thể hỏi, người ta có thể hỏi chúng ta là 你什么时候毕业? 你什么时候毕业? Cụm từ thứ 7 đấy là 通讯地址. Chúng ta cùng đọc lại nhé. 通讯地址. Cụm từ này có nghĩa là thông tin địa chỉ. Chúng ta có thể nghe một ví dụ sau đây. 请在这 写你的通讯地址. 请在这写你的通讯地址. Câu này có nghĩa là xin hãy
viết thông tin địa chỉ của bạn ở đây. Cụm từ thứ 8 đấy là, đây là hàng loạt những cái liên quan đến thông tin cá nhân về địa chỉ của chúng ta. À, đầu tiên đấy là sở sự, sở sự, sở sự có nghĩa là tỉnh thành. Tiếp theo đấy là thành thị, thành thị, thành thị có nghĩa là thành phố. Tiếp theo đấy là huyện, huyện, huyện có nghĩa là huyện. Và cuối cùng đấy là quận, quận, quận có nghĩa là quận. Bên tuyển dụng có thể hỏi chúng ta là xin quân nǐ de shéng shì chéng shì xiān hě quàn shì zài nǎ de? Qīng wèn nǐ de shéng shì chéng shì xiān quàn shì zài nǎ de? Xin hỏi tỉnh, thành phố, huyện, quận của bạn ở đâu? Rồi, cụm từ số 9 mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đấy là chuyên nghiệp suy bình. Chúng ta đọc lại nhé. Chuyên nghiệp suy bình. Cụm từ này có nghĩa là trình độ chuyên ngành. Câu này chúng ta có thể đặt ví dụ là tôi xiang zhi dao ni de chuyên nghiệp suy bình zen me yang. Tôi xiang zhi dao ni de chuyên nghiệp suy bình zen me yang. Tôi muốn biết trình độ chuyên ngành của bạn như thế nào. Hoặc chúng ta có thể nói là chuyên nghiệp suy bình shì shěme? Qīng wèn nǐ de chuyên nghiệp suy bình shì shěme? Xin hỏi trình độ chuyên ngành của bạn là gì? Cụm từ thứ 10 đấy là jì suàn jī suy bình. Jì suàn jī suy bình có nghĩa là trình độ máy tính. Người phỏng vấn có thể hỏi chúng ta là qīng wèn nǐ de jì suàn jī suy bình rú hě? Qīng wèn nǐ de jì suàn jī suy bình rú hě? Xin hỏi trình độ máy tính của bạn như thế nào? Chúng ta có thể trả lời là hěn hǎo, tīng hǎo de, hoặc là khái hǎo cũng tốt. Cụm từ 11 chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay đấy là hān yǔ suy bình. Chúng ta đọc lại nhé. Hān yǔ suy bình. Cụm từ này có nghĩa là trình độ tiếng Trung. Người phỏng vấn có thể hỏi chúng ta là nǐ de hān yǔ suy bình hǎo bù hǎo? Nǐ de hān yǔ suy bình zěn me yǎng? Trình độ tiếng Trung của bạn tốt không? Trình độ tiếng Trung của bạn như thế nào? Cụm từ số 12 chúng ta cùng tìm hiểu đấy là văn hóa trình độ. Văn hóa trình độ có nghĩa là trình độ văn hóa. Chúng ta có thể nói một câu như là 我觉得我的文化程度比较好。我觉得我的文化程度比较好。 Có nghĩa là tôi cảm thấy trình độ văn hóa của tôi khá tốt. Tiếp theo, cụm từ số 13 chúng ta cùng tìm hiểu ngày hôm nay đấy là 学校毕业. 学校毕业 có nghĩa là tốt nghiệp trường học. Chúng ta sẽ dịch là tốt nghiệp trường học nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? 我刚学校毕业. 我刚学校毕业 có nghĩa là tôi vừa mới tốt nghiệp trường học. Hoặc chúng ta có thể thay thế 大学毕业 hoặc cao trung bi ye đều được hết. Cụm từ số 14 chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đấy là tự wo pìng jiā. Tự wo pìng jiā có nghĩa là tự đánh giá bản thân. Người phỏng vấn có thể hỏi chúng ta là nǐ néng bù néng tự wo pìng jiā? Nǐ néng bù néng tự wo pìng jiā có nghĩa là bạn có thể tự đánh giá bản thân mình được không? Cụm từ số 15 chúng ta sẽ tìm hiểu nhé, đấy chính là yêu cầu mức lương. Yêu cầu mức lương trong tiếng Trung chúng ta sẽ nói là xin sủy yào chiếu. Xin sủy yào chiếu có nghĩa là yêu cầu mức lương. Chúng ta có thể nói là gì? Nǐ néng bù néng shuō nǐ xī wāng de xin sủy yào chiếu? Nǐ néng bù néng shuō nǐ xī wāng de xin sủy yào chiếu? Câu này chúng ta có thể dịch là bạn có thể nói về cái mức lương yêu cầu bạn mong muốn là gì được không?
Trên đây là 15 cụm từ chúng ta hay gặp và đơn giản nhất khi chúng ta đi tham gia phỏng vấn. Và chúng ta đã cùng tìm hiểu xong những mẫu câu đơn giản này rồi. Các bạn hãy học tập chăm chỉ và có kết quả tốt nhất nhé. Chúc các bạn khi tham gia phỏng vấn sẽ đạt được thành công. Và nếu các bạn thích video này, hãy like, share và subscribe cho Tiếng Trung.vn nhé. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn.